Chương 2. Vậy, chính tôi đã quyết định không trở lại cùng anh em để làm cho anh em buồn rầu. Vì nếu tôi làm cho anh em buồn rầu, thì thế nào tôi được trông cậy sự vui bởi kẻ mà chính tôi đã làm cho buồn rầu? Tôi đã viết cho anh em như thế, hầu cho khi tôi đến nơi sẽ không buồn bởi kẻ đáng làm cho tôi vui. Tôi tin cậy ở hết thảy anh em rằng, anh em ai nấy đều lấy sự vui của tôi mà làm vui mình. Vả, ấy là đương trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề, mà tôi đã viết thơ cho anh em, nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy. Nếu kẻ nào làm cớ buồn rầu, ấy chẳng phải chỉ làm cho tôi buồn rầu mà thôi, nhưng đã làm cho anh em thảy đều buồn rầu ít nhiều. Tôi chẳng muốn nói quá làm gì, kẻ đó đã bị phần nhiều người trong anh em quở trách, ấy là đủ rồi. Thà nay anh em tha thứ, yên ủi, hầu cho người khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn. Vậy, tôi xin anh em hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với người đó. Bởi chưng tôi viết thơ cho anh em, cốt để thử anh em xem có vâng lời trong cả mọi sự cùng chăng. Nhưng anh em tha thứ ai, thì tôi cũng tha thứ. Vả, nếu tôi đã tha, là vì anh em mà tha, ở trước mặt Đấng Christ, hầu đừng để cho quỷ Satan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Lại, khi tôi đã đến thành Troas đặng giảng tin lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó, mà vì tôi không gặp anh em, tôi là tiếc nên chẳng được yên lòng. Vậy sau khi từ giã các tín đồ, thì tôi qua xứ Macedon. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất, cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết, kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ.